kiều thi ca nếu những vị nào đã vào tránh tánh ly xanh của thanh văn độc giác thì không thể phát tâm đại bồ đề lại nữa vì sao kiều thi ca vì vị ấy ngăn cách dòng sanh tử trong những vị ấy nếu vị nào có thể phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề thì tôi cũng tùy hỷ vì sao vì các bậc thắng nhân đều nên cầu thắng pháp tôi hoàn toàn không ngăn cản thiện phẩm thù thắng của họ kiều thi ca ngài hỏi sao gọi là bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát lắng nghe lắng nghe tôi sẽ nói cho ngài rõ kiều thi ca nếu đại bồ tát nào khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí dùng vô sở đắc làm phương tiện Tư duy sắc uẩn cho đến thức uẩn, hoặc vô thường, hoặc khổ, hoặc vô ngã, hoặc bất tịnh, hoặc không, hoặc vô tướng, hoặc vô nguyện, hoặc tịch tĩnh, hoặc viễn ly, hoặc như bệnh, như ung nhọt, như mũi tên, như ghẻ lở, hoặc nhiệt não, hoặc bức bách, hoặc bại hoại, hoặc mục nát, hoặc biến động, hoặc mau diệt, hoặc đáng sợ, hoặc đáng chán, hoặc tai ương, hoặc ngang trái, hoặc có dịch, hoặc có bệnh truyền nhiễm, hoặc không an ổn, hoặc không đáng tin, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tác, vô vi. Từ duy nhãn xứ cho đến ý xứ, từ duy sắc xứ cho đến pháp xứ từ duy nhãn giới cho đến ý giới, từ duy sắc giới cho đến pháp giới, từ duy nhãn thức giới cho đến ý thức giới, từ duy nhãn xúc cho đến ý xúc, từ duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, từ duy địa giới cho đến thức giới, từ duy vô minh cho đến lão tử cũng lại như vậy. Kiều thi ca, đây gọi là bát nhã ba la mật đa sâu xa của đại bồ tát. Lại nữa kiểu thi ca, nếu đại Bồ Tát nào khởi tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập,